quay trở lại với chuỗi clip chinh phục part 5 với Miss Hảo tại PMP English. Tập mà các bạn hôm nay xem đã là tập số 85 rồi ha. Và hy vọng là với những cái tập vừa qua và sự chăm chỉ của các bạn thì hiện tại mình đã đạt một mức điểm khá ổn và mình đang luyện thi trick thiệt là nhiệt tình để mình có thể tham gia thi sớm nhất rồi nhá. Rồi ok, trong tập này thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi với những cái nội dung sau đây ha. Mình sẽ với cái tiêu chí là các bạn sẽ làm bài trước rồi sau đó nhận cái đáp án của cô. Cho nên là thấy đáp án thì thấy câu hỏi thì bạn lấy đáp án liền như cô ha. Rồi, câu đầu tiên là normal và normally, đúng không? Góc là cái từ ở câu A, xong em phát triển ra thành các từ loại khác bằng các em thêm đuôi S, đuôi O và đuôi ly. Vậy bây giờ em xét nè, nếu như một cái bài mà nó cho em một bài ngữ pháp mà có thành trạng từ thì em phải hiểu được là cái thành trạng từ này là một thành phần phụ và nó chỉ có tính chất là bộ nghĩa, nó đóng góp vai trò là giải thích và nhấn mạnh thêm ý nghĩa của các thành phần khác trong câu, chứ nó không phải là một thành phần cần thiết, chẳng hạn như là phải là SVO hoặc là theo sau be thì em phải để tính từ, đại loại là như vậy. Những cái kiểu như này gọi là những cái cấu trúc và thành phần cần thiết được đi với nhau, còn thành trạng nó chỉ là thành phần phụ thôi. Nếu như cái chỗ trống mà đề cho em ở đây đó, cái thông tin trước và thông tin sau đã kết nối rồi thì em sẽ điền cái trạng từ đó luôn. Còn nếu mà chưa phải bị thiếu gì đó thì em điền cái từ loại còn nó phụ thuộc vào cái chỗ trống đó nha. Vậy thì bây giờ em xét nha. Em xét thì em sẽ thấy là work là động từ. Còn cái chỗ thông tin mà 36,5 giờ một tuần này, chỗ này thì sẽ là tân ngữ, đúng không? Vậy thì em bắt đầu em xét nha. Associate này là tên riêng. Tên riêng thì em coi như là chủ ngữ. Và cái tên riêng này nó có một cái giới từ add. Tức là cái chỗ này đang là N1. Add là giới từ, còn cái chỗ này phía sau sẽ là N2. Nó sẽ tạo lại một cái noun phrase lớn đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu này. Vậy thì em sẽ thấy là chủ ngữ có rồi, động từ có rồi và làm việc bao lâu cũng có rồi, thì em sẽ chọn trạng từ vào đây bổ nghĩa từ normally, thông thường. Vậy mình dịch như sau: full time staff members, những cái nhân viên làm toàn thời gian tại công ty này thì thông thường sẽ làm việc khoảng thời gian này một tuần ha. Đáp án trong câu này của mình là câu D. Mình sẽ lấy chữ normally, thông thường. Rồi câu tiếp theo là câu 114. Lại tiếp tục là cái bài dạng như hồi nãy nè. Tức là em sẽ thấy là cái chữ compliment này, thêm S, thêm ery, thêm đuôi ly, thêm đuôi er, nó sẽ có những cái loại từ khác nhau, đúng không? Vậy thì những cái loại từ khác nhau này sẽ xếp như sau. Có phải là cái chỗ trống này là to be không? Vậy thì theo sau to be sẽ điền loại từ gì? Mình căn cứ ở phía sau em có chữ YouTube. Này là một cụm liên từ thì em sẽ ngắt. Tức là em ngắt ở chỗ này. Em mà cần điền theo sau to be thì em sẽ lấy cho cô là tính từ. Đó, verb thì sẽ là verb in hoặc là verb ed ha. Đấy, vậy thì trong câu này em sẽ có tính từ. Tính từ là complimentary. Tính từ này bằng bút chữ free, bắt buộc phải học thuộc ha. Verb in không có, verb ed không có, cũng không điền trạng từ luôn. Vậy thì trong câu này, đối với trường hợp đặc biệt của câu này là chỉ có một mình câu A là chọn được. Còn nếu như trường hợp đáp án đề khác mà nó có cả nhiều thành phần thì em sẽ xét kỹ hơn ha. Rồi em dịch nè. Em dịch thì em có beverage và appetizer là những cái thức mà mình sẽ nhận được trong bữa tiệc mình sử dụng nó. Đây, đồ uống và món appetizer, món khai vị. Tất cả những cái đồ uống và món khai vị thì sao đây? Thì complimentary, được miễn phí. Bởi vì có một cái delay of service, sự chậm trễ của dịch vụ. Sự chậm trễ này unexpected, nó bất ngờ và người ta không mong muốn cái điều đấy. Vậy mình dịch là gì? Do một cái sự chậm trễ không mong muốn cho nên tất cả những cái món này thì sẽ được là miễn phí, chậm tính từ. Và em cần phải học cho cô là complimentary và chữ free đồng nghĩa ha. Ok, tiếp theo là câu 115. Rồi, hai bài ngữ pháp và tới ngữ pháp hồi nãy là ngữ pháp từ loại. Còn cái câu này của mình là bài về dạng động từ. Em hiểu được cái từ outline là kiểu như là vạch ra và phát thảo sơ bộ. Nè, em nhìn nhá. Verb in nè. Rồi, verb s nè. To be và verb ed là của bị động nè. Và chỗ này em có mình đây là to verb. Đúng không? Rồi sau đó em xét, em sẽ thấy là cái for, đây là chủ ngữ nè. It's refund policy là tân ngữ. Vậy điền cho cô một đọc từ chia thì ở đây. Bỏ cái thằng verb in đi nha. Bỏ thằng to verb đi, bắt đầu nhìn câu này. Hai cái thằng này em sẽ thấy nè, cái thằng S và thằng is này cho mình biết thì là hiện tại đơn. Về mặt thì là hiện tại đơn giống nhau rồi, nhưng khác nhau ở chỗ câu C là chủ động, còn em có câu D, câu B là dạng bị động. Vậy thì khác nhau giữa chủ động và bị động thì em phải coi được tân ngữ. Thằng tân ngữ policy này sẽ khiến cho mình biết được là câu này phải là câu ở dạng chủ động. Câu ở dạng chủ động thì em sẽ có là câu B. Tức là cái tour này đã vạch ra cái chính sách hoàn tiền, nó đã nêu ra cái chính sách hoàn tiền, chứ không chỉ là tour này được nêu ra. Mà nếu mà muốn lấy bị động thì nó phải nói là cái chính sách hoàn tiền này đã được nêu ra thì hợp lý hơn ha. Vậy mình chốt đáp án trong câu này sẽ là câu B, đúng không?
cái công ty này đã nêu ra cái chính sách hoàn tiền ở trên cái trang, là một là những câu hỏi thường xuyên được hỏi ở trên cái trang web của nó. Đáp án sẽ là câu B. Mình điền động từ chủ động tại vì câu này có tân ngữ em nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Vậy là mình đã kết thúc tập tiếp theo rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã luôn luôn nhiệt tình theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những tập lần sau nha.